Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Nhật Việt. Hôm nay thì mình xin giới thiệu tới các bạn loại máy cạo râu Panasonic Nhật Bản siêu tiện lợi, và mẫu này là mẫu hot nhất tại năm 2019 và được Shop Nhật Việt bên mình order về Việt Nam. Như các bạn đã biết, từ ngày xưa ông cha ta đã có câu cái râu cái tóc là góc con người. Chính vì thế nó đã làm tôn lên vẻ đẹp của con người chúng ta. Nhưng do công việc cuộc sống khá bộn bề tấp nập nên nhiều khi việc cạo râu cũng rất mất thời gian đối với chúng ta. Chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm máy cạo râu Panasonic siêu tiện lợi hoàn toàn mới tại thị trường nội địa Nhật Bản. Máy cạo râu Panasonic này thì có mã sản phẩm là ESS6500P, là một sản phẩm hot nhất bên Nhật Bản trong năm 2019. Nó có tiêu chí là nhỏ gọn và tiện lợi. Đây, đây là mặt trước của sản phẩm. Đây, Panasonic ES6500P. Đây là mã sản phẩm của nó. Đây là mặt trước. Trên đây thì cũng được in bằng chữ nước ngoài ạ. Về thông tin của sản phẩm thì máy cạo râu Panasonic được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và dễ dàng sử dụng, cũng như là mang theo bên mình dù bạn đi làm, đi chơi hay là đi du lịch mà cần đến sử dụng thì rất tiện lợi để mang theo nó. Thì máy ES6500P với lưỡi được sản xuất với chất liệu thép không gỉ, tạo sự bền bỉ và thoải mái dễ chịu cho người sử dụng. Lưỡi được làm vát cong với một góc 30 độ, giúp đánh bay đến tận chân những sợi râu cứng nhất. Và lưỡi của nó thì được làm với một dạng cánh quạt. Bên ngoài thì được thiết kế bởi một miếng dạng màng lưới, giúp cho chúng có thể chạm tới mọi đường cong trên khuôn mặt bạn mà không lo làm hại đến da. Đây là góc chụp nghiêng của sản phẩm ạ. Về máy cạo râu Panasonic thì được chạy bằng hai viên pin AA và có thể dùng thoải mái trong 30 ngày với mỗi ngày khoảng 3 phút. Đây là đối với pin tiêu chuẩn ạ. Pin tiêu chuẩn là một loại pin mà được đi kèm theo máy ạ. Nó ở trong máy, nó đi kèm theo khi các bạn mua máy nữa. Thì đấy được gọi là pin tiêu chuẩn. Thì có thể dùng trong khoảng 30 ngày với mỗi ngày trung bình khoảng tầm 3 phút. Nhưng mà khi hết pin ấy thì thay pin ở ngoài thì mình nghĩ là khoảng thời gian đó sẽ không được đến khoảng thời gian đó. Vì pin ở ngoài là pin thị trường, nó dù gì cũng kém chất lượng hơn là pin tiêu chuẩn đi kèm theo sản phẩm. Đó. Khi hết pin thì các bạn thay thế pin cũng rất dễ dàng. Các bạn chỉ cần tháo cái nắp lưng pin ra rồi thay cục pin mới vào là được. Đây ạ. Đây là cái nắp lưng ạ. Đây, có cái ấy, các bạn chỉ cần kéo cái đoạn này nó xuống là có thể cạy pin ra, nên cạy pin cũ vào có thể thay pin mới vào rất là dễ dàng ạ. Sản phẩm này thì sẽ giúp bạn tỏa sáng. Thì khi sở hữu sản phẩm máy cạo râu Panasonic Nhật Bản cho mình thì các bạn sẽ có một khuôn mặt sáng bóng và rạng ngời, tự tin khi giao tiếp với mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ. Đây được coi là mẫu mới tại thị trường Nhật Bản. Thì khi mua thì các bạn không phải lo lắng vì hàng cũ, lỗi thời hay là hàng kém chất lượng. Thì Shop Nhật Việt xin cam đoan với các bạn là máy cạo râu Panasonic Nhật Bản này là một mẫu hoàn toàn mới 100% mà được chúng tôi order từ bên Nhật về và có hóa đơn từ bên Nhật. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng về vấn đề mua phải hàng cũ, hàng lỗi, hàng kém chất lượng. Thì khi sử dụng thì máy cạo râu Panasonic các bạn chỉ việc đẩy công tắc lên là có thể dùng được rồi.
Khi dùng xong thì các bạn lại gạt xuống rồi vệ sinh lại máy, lưỡi máy rồi bảo quản nó một cách tốt nhất ạ. Thì lý do vì sao mà các bạn nên chọn máy cạo râu Panasonic Nhật thì vì nó có một sự nhỏ gọn và tiện lợi, nên dù đi bất kỳ đâu bạn cũng có thể mang theo mà không lo về vấn đề râu mọc làm mất vẻ đẹp trai của mình. Một sản phẩm hàng tốt như thế thì đi kèm với chúng cũng không thể nào mà giá lại so bì được với hàng ngoài chợ. Thì nhưng mà cũng không vì thế mà chúng tôi bán giá đắt cho các bạn để thu lợi nhuận cao. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn. Thì như điều tốt nhất là chất lượng sản phẩm phải luôn đúng với số tiền mà các bạn bỏ ra. Chúng tôi xin cam đoan về điều đó. Và đây là video mở hộp của sản phẩm trực tiếp do bên shop Nhật Việt bên mình mở hộp và đánh giá chi tiết ạ. Thì link video mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể vào để xem và ủng hộ bên mình ạ. Thì với những đặc điểm nổi bật trên thì các bạn hãy sở hữu cho mình ngay một sản phẩm máy cạo râu Panasonic ES6500P để tôn lên vẻ đẹp cho cánh máy râu của chúng ta trước phái đẹp. Và sản phẩm thì cũng bên mình cũng hỗ trợ giao hàng nhanh đến tới tay các bạn. Thì đối với khách hàng ở nội thành Hà Nội thì nhận hàng trong vòng 3 giờ. Còn đối với khách hàng ở ngoại thành hay là ở tỉnh thì các bạn sẽ nhận hàng trong vòng 2 cho đến 3 ngày. Bên mình sẽ gửi qua chuyển phát nhanh. Và cái mã sản phẩm máy cạo râu ES6500P này thì bên mình luôn có hàng sẵn. Thì các bạn đặt hàng là bên mình có thể gửi đi luôn, không mất công, không mất thời gian chờ order về ạ. Đó thì đây là số hotline của bên mình 0983 13 1528. Các bạn có thể gọi qua đó và để được tư vấn một cách tốt nhất ạ. Bên shop mình cũng đáp ứng mọi nhu cầu mua hội hàng Nhật về Việt Nam và giúp các bạn tìm được sản phẩm ưng ý. Thì các bạn có thể gửi yêu cầu qua shop theo 4 cách. Là cách thứ nhất là có thể gửi link vào email của shop qua shopnhatviet.com@gmail.com. Cách thứ hai là chat qua Facebook theo link Facebook là fb.com/order hàng Nhật Bản. Cách thứ ba có thể đặt hàng online tại trang web của shop qua shopnhatviet.com/đặt hàng. Cách thứ tư có thể gọi điện cho shop qua hotline và có thể hoặc là chat qua Viber hoặc Zalo ạ. Thì kể từ năm 2010 đến nay thì shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ qua bên mình để được tư vấn trực tiếp. Thì đây cũng là quy trình 4 bước của bên mình ạ. Bước thứ nhất là các bạn có thể tìm sản phẩm và gửi link qua bên mình sẽ tiến hành đặt hàng giúp các bạn. Hoặc là các bạn chưa tìm được sản phẩm ưng ý thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn tìm được sản phẩm ưng ý nhất ạ. Bước thứ hai, bên mình sẽ chốt đơn hàng với các bạn. Và bước thứ ba là các bạn sẽ đặt cọc chuyển khoản cho bên mình 50% giá trị của đơn hàng. Thì bên mình sẽ tiến hành order về cho các bạn trong vòng khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Khi hàng về tới Hà Nội thì bên mình sẽ gửi hàng tới địa chỉ mà các bạn muốn nhận và sẽ thu nốt số tiền còn lại. Đó cũng là bước thứ tư, bước giao hàng. Như vậy thì video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.